1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108 109 107 108
Thưa tất cả anh chị em, chương trình biểu diễn hàng tuần thứ bảy câu lạc bộ Hải Quan đến giờ biểu diễn, và tất cả chị em còn ngoài đường cũng như cùng đi trên chương trình gần xa hay đến tham gia chương trình tối hôm nay. Và quý vị không để quý vị chờ lâu nữa, chương trình cùng dòng tài tử thứ bảy hàng tuần Hải Quan xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quý vị một giọng hát đến từ Đồng Tháp, một tên nghệ sĩ đã từng nổi danh trên đàn chỉ dựa, nam nghệ sĩ Ngân Giang. Xin mời anh. Chương trình giao lưu đêm nay thì Ngân Giang xin gửi đến quý vị một lớp vọng cổ của soạn giả Hoài Tâm, đó là lớp vọng cổ Bông Hồng Cài Áo, chích trong vở cải lương Bông Hồng Cài Áo. Bông Hồng Cài Áo nó có một đoạn ngắn thôi, đó là cuộc đối thoại giữa người mẹ và đứa con gái, nó làm xúc động lòng người. Đó là lớp bà Tư đến tìm đứa con gái đi từ giả về quê. Khi bà Tư bước chân vào một căn biệt thự sang trọng, đứa con gái bước ra hỏi: má đi đâu đây? Bà Tư nói: má đến tìm con, đi từ giả con về quê. Về quê à? Quê mình ở dưới còn ai nữa mà về? Còn cái con, còn bồ má ông bà. Má có về thì má về, nhưng mà có xảy ra chuyện gì là má chịu trách nhiệm mà, chứ tôi không có biết. Thôi để tôi vô tôi ngủ một chút. Đứa con gái bỏ vô trong, bà Tư nghẹn ngào: hồi nhỏ mình đi đâu về cho nó cục kẹo nó cục mình, bây giờ mình cho nó cả cuộc đời nó không thèm nhân. Sắp đi một chuyến không về, nó chẳng buồn để ý và chẳng đòi theo. Thế rồi thời gian sau bà Tư mất, đứa con gái quỳ với bà thờ người mẹ: má ơi con thương má lắm, hoài chi con còn. Tình mẹ thương con, miệng nhai cơm bồng lười
tiếng ca của anh Ngân Gia. Tiếp tục chương trình, xin mời anh Hoàng các ba tự chọn bản tình tình vàng ơi.